Rồi bây giờ mình tắm tiếp tục cho đàn cún con các bạn. Rồi, thằng này nó tắm rửa xong nó ngủ rồi nè. Ghẹo người ta, cái người ta cắn lại cái chạy con rồng á. Ừ, bé này chuẩn bị tắm rồi các bạn. Biểu bạn. Biểu cả. Này tắm qua rồi. Này vàng hơn, còn thằng đó nó nhát hơn. Để ra kiểm tra. Này con gái, thằng kia con gái luôn. Bẻ ra. Rồi thì tắm em thôi. Tắm bé các bạn ơi. Cái này nhìn gần giống nhau nhưng mà nó khác nha các bạn. Nhìn khác rõ ràng. Là cái mặt của này lông vàng hơn, còn mặt kia là lông có con mắt, bốn mắt thôi. Con này cái mặt nó vàng hơn. Nó phân biệt dễ mà. Như các bạn thấy không? Ê, dĩ con, dĩ làm sao em làm gì nằm đó để người ta cắn, em đi chỗ khác. Con này mọi người. Ừ, con ứ ứ này mọi người. Rồng chuyên gia là đi phá này, đi phá này, đi phá thằng kia nè. Bốn cái chừng trước cho nó lúc nào mình cũng tắm bốn cái chừng trước các bạn, chừng lắm đó đó, mình tắm cái nước đầu mình bỏ đây đó, cát không đó, nước thứ hai mình xối luôn nè. Rồi cho một miếng sà bông thơm vô nè, bông sen nè, lạnh quá mọi người ơi, lạnh quá, cha con giữa trưa bắt tụi con tắm để tụi con ăn ở dơ quá. Cái móng vuốt của nó giờ cứng ngắc rồi. Để đây làm gì, để đây làm gì, cứu bò hả? Rồi ok, 30 giây. Cha tắm là không phải như người ta đâu. Người nào lớn thì cha mới tắm nữa. Tắm lâu. Rồi xong. Rồi xong á, xong một chân trên. Làm sao con không ngủ trưa đi, con quậy phá mấy em con hả? À? Con quậy hết đứa này đứa kia luôn à?
ứ é gì, ứ ừ gì, ứ a gì. Ghẹo mấy con chó. Ghẹo. Ghẹo chi mà để. Ồ mình phát. Mình phát hiện còn con chưa tắm nữa các bạn ơi. Em coi gì đâu sợ. Còn một con chó vàng chưa tắm nữa, hèn kia đấy giờ mình thấy thiếu thiếu. Rồi cho đi chơi đó. Rồi đi chơi, đi chơi với anh em đi. Biểu coi thì sao, rung hả? Lung gì lạnh hay lung gì cái máy? Không có rung. Cần rung dữ ta. Không có rung cha đây mà rung gì sợ hả con. Không có rung cha đây mà, cha đây không có rung gì hết á. Rung dữ ta. Rồi, hai tay nó quíu lại, nó cặp cái tay mà luôn ạ. À. Nó rung mức độ vậy đó. Cưng. Rồi. Đi rồi. Rồi. Rồi bé đi chơi đi. Bé đi chơi. Bé chơi. Nè bé chơi với em đi. À. Hết rung. À là nó sợ mình bắt nó các bạn ơi. Hết rung rồi. Ủa kìa. Rung lần sau. Coi kìa. Thằng kia nó ăn ngủ, nó ngủ nó nồng kiểu ghét không. Thấy mặt tiếu. Mới tắm không các bạn mà cũng lũi vừa nó nằm, mà tại đây mát, trong nhà nóng lắm các bạn ơi. Tôi cũng hay ngồi chỗ này nè, chứ trong nhà nó nóng rất là nóng. Nhà mình nói chung là tôn xi măng không à, con người mà còn chịu không nổi đây. Hai đứa này làm gì đây đây? Đó, thôi à, bây giờ mình tiếp tục mà tới một thằng khác nữa, còn một thằng màu vàng các bạn, thằng màu
màu vàng vỏ đậu á, không phải màu vàng vỏ đậu mà màu vàng gì á, màu vàng nó hơi ngà ngà chứ không vàng. Thôi mình xin tạm dừng video tại đây nha các bạn.